bạn, đây là nhóm cổ động viên của sông Lam Nghệ An. Rất là cuồng nhiệt. Em dự đoán kết quả hôm nay sông Lam đấy, thắng không? 2-1 cho sông Lam Nghệ An. Ôi, ok. Khởi động trước trận đấu. Sông Lam là chiến thắng nhá. Sông Lam là chiến thắng. Đang ở đây không ạ? Come on.
video cổ động viên Sùng Lam khởi động chiếc trận đấu về kết thúc. Cảm ơn mọi người.